Xác định do Linh nằm trong mắt bão, ngay trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện đã khẩn trương tiến hành công tác phòng chống lụt bão đến các địa phương. Ngoài việc đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, thì công tác chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây cũng đang được triển khai. Ngay từ sáng sớm, người dân ở các xã ven biển như Trung Giang, Do Hải, Do Việt, thị trấn Cửa Việt đã tập trung chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản của gia đình trước khi có phương án di rời dân. Cũng có thông tin là vào của tỉnh Quảng Trị mình, cho nên gia đình tôi thì cũng nhà cửa chưa ổn định, cho nên chúng tôi cố gắng phòng tránh thiệt hại thiên tai đến mức độ cao nhất để khỏi trở ngại đến đời sống của gia đình. Cho đến cuối giờ chiều nay, hơn 2.500 tàu thuyền với hơn 6.000 lao động trên tàu đều đã vào bờ neo đậu an toàn, trong đó có nhiều tàu thuyền và lao động ở các tỉnh khác cũng đã được tạo điều kiện vào neo đậu. Vấn đề cấp bách hiện nay là xây dựng và sẵn sàng các phương án sơ tán dân tại các khu vực dân cư đang sống ven biển, ven sông suối, các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nếu bão đổ bộ. Theo đó, việc di rời vẫn phải được tiến hành xong trước 6 giờ sáng mai với tổng số hộ dân lên đến 20.000 hộ ở các xã ven biển. Riêng huyện Gio Linh đã có khoảng gần 3.000 hộ dân nằm trong diện di rời. Địa điểm di rời là các nơi kiên cố như nhà 2 tầng, trường học. Tại các điểm, địa phương cũng đã đảm bảo đầy đủ lương thực cho người dân. Bão số 10 đang gần kề, thì các vùng xung yếu bãi ngang, thì hiện nay tàu thuyền đã tập kết. Và đặc biệt, huyện rất quan tâm để chỉ đạo trực tiếp các vùng bãi ngang. Lực lượng sẽ tổ chức về tại các cái điểm thường xảy ra ngập lụt và hai nạn ảnh hưởng lớn, thì sẽ đưa lực lượng về sẵn ở đó để sẵn sàng giúp dân ứng cứu các cái tình huống có thể xảy ra. Hiện nay diễn biến của bão rất phức tạp, để kịp thời ứng phó với cơn bão, Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục trực tiếp về cơ sở hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh bão, tổ chức trực 24/24 và sẵn sàng các phương án di rời, sơ tán dân khi có lệnh.